nhằm giúp người lao động yên tâm công tác, nhiều doanh nghiệp đã rất chú trọng đến việc chăm lo cho con em công nhân, đặc biệt là việc học tập của các trẻ nhỏ. Trong một trà trưa hôm nay, phóng viên online cùng DNRTV sẽ giới thiệu đến quý khán giả về hoạt động hè ý nghĩa dành cho con công nhân của một doanh nghiệp đóng chân trên địa bàn huyện Trảng Bom. Nắm bắt nhu cầu thực tiễn cũng như tâm tư nguyện vọng của người lao động, đồng thời thực hiện một số đề xuất của ngành giáo dục liên quan đến hoạt động hè. Mùa hè này, hơn 800 trẻ ở trường mầm non Đông Phương là con công nhân đang làm việc tại các nhà máy của tập đoàn Phong Thái ở khu công nghiệp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom vẫn được chăm sóc bình thường, giúp cha mẹ các em an tâm làm việc. Bên cạnh đó, trường còn mở các lớp kỹ năng dành cho học sinh bậc tiểu học và trung học cơ sở. Các em được học kỹ năng, vui chơi và ăn uống từ sáng đến chiều mà cha mẹ không phải đóng bất cứ một khoản học phí nào. Mỗi lần cô giáo dạy con nấu ăn, con rất là thích. Thì sau con được học thì về con phụ mẹ nấu ăn. Mình thì cũng có ba bé học ở trường này rồi. Và năm vừa rồi thì bé đã được vào lại để tham dự cái lớp câu lạc bộ hè. Thì mình thấy rất là vui. Và khi mà con về thì cũng nói về là mẹ ơi, con thích lắm. Cho nên là mình bản thân phụ huynh mình cũng thích, mình cũng vui. Đây là năm đầu tiên nhà trường thực hiện mô hình này nên vẫn còn nhiều hạn chế. Số học sinh được tham gia học chưa nhiều, song đây chính là bước đệm để ngôi trường dành cho con em công nhân này phát triển mô hình một cách bài bản trong các mùa hè sau. Để hiểu hơn những kỹ năng mà các em học sinh ở đây được học là gì và nó giúp thay đổi nhận thức của các em ra sao, ngay sau đây, phóng viên của chương trình sẽ có cuộc trò chuyện với cô Lương Thị Diễm Chi, hiệu trưởng trường Mẫu giáo Đông Phương để giúp quý vị có thêm thông tin. Thưa quý vị, được học các cái kỹ năng sống trong những ngày hè là một cái hoạt động rất là ý nghĩa đối với các em học sinh, đặc biệt là các em học sinh là con em công nhân. Điều này không chỉ là giúp các em học sinh được trưởng thành hơn mà còn giúp các bậc phụ huynh yên tâm làm việc. Vâng, thưa cô Chi, vậy cô có thể chia sẻ là ở đây thì các em được học những kỹ năng gì ạ? Thì với mục đích là giúp cho các em có thể tự tin hơn và phát huy những cái năng khiếu, những sở thích cho các em, đồng thời là với mong muốn là các em sẽ có được những ngày hè thật là ý nghĩa, thì nhà trường có tổ chức cái lớp kỹ năng hè. Thì trước khi mà mình thiết kế những cái nhóm kỹ năng thì nhà trường có các cô có nói chuyện với các bé và để cho các bé thể hiện được cái năng khiếu và sở thích mong muốn của mình như thế nào. Thì sau đó thì mình đã tổ chức những cái nhóm như là nhóm vẽ này, nhóm nấu ăn, nhóm kỹ năng vi tính, kỹ năng thuyết trình trước đám đông, như là nhóm nhảy hiện đại. Tất cả những cái nhóm kỹ năng này là đều là theo cái sở thích và theo cái năng khiếu hiện có của các em hết. Vâng, vậy thưa cô có thể chia sẻ là qua cái quá trình mà mình dạy các cái kỹ năng các em học sinh ấy, thì cô cảm nhận được cái sự thay đổi của các em như thế nào ạ? Nói về mặt kỹ năng thì tất cả đều nó ở mức độ là cơ bản, nhưng mà thông qua cái lớp kỹ năng này thì các cô cảm nhận một điều ở các em là các em đã tự tin hơn, đặc biệt là các em có được những cái kỹ năng sống, có thể làm việc đội nhóm và có thể chia sẻ công việc với người khác, cũng như là những cái kỹ năng tự phục vụ thông qua cái việc hoạt động trong các cái nhóm năng khiếu này. Và đặc biệt là các cô cảm nhận được ở các em phát triển theo cái rất là hòa đồng với các bạn và hoàn toàn có thể chia sẻ với tất cả các bạn của mình. Thưa cô, để cái lớp học của mình đạt được hiệu quả hơn trong cái thời gian tới thì mình có những cái mong muốn như thế nào? Hiện tại thì trải qua cái lớp kỹ năng hè này rồi thì chúng tôi cũng đã nhận ra được một số những cái khó khăn. Mặc dù là cho đến giờ phút này chúng tôi đã nhận được phản hồi rất là tốt từ phụ huynh và mong muốn của từ phụ huynh là muốn có những cái lớp này tiếp theo và sẽ tổ chức phong phú hơn nữa. Tuy nhiên thì cái khó khăn hiện tại chúng tôi gặp lớn nhất vẫn là cái nguồn nhân lực. Thì chúng tôi dự định là sắp tới sẽ có những cái cuộc thảo luận trực tiếp với phụ huynh để đưa ra những cái giải pháp phù hợp nhất để mang đến cho học sinh những cái lớp kỹ năng phong phú hơn nữa, đáp ứng được cái nhu cầu của học sinh. Vâng, xin cảm ơn những thông tin chia sẻ của chị hôm nay ạ.